15 bang và thủ đô Washington DC đang kiện Tổng thống Donald Trump về quyết định chấm dứt chương trình trì hoãn trục xuất những di dân được cha mẹ đưa sang Mỹ bất hợp pháp từ khi còn nhỏ. Đơn kiện của các bang do một nhóm các tổng trưởng lý thuộc Đảng Dân Chủ đệ nạp nhằm bảo vệ đối tượng của chương trình hoãn thực thi trục xuất đối với những người tới Mỹ bất hợp pháp từ khi còn nhỏ hay còn gọi là DACA lý lẽ được đưa ra là kinh tế của các tiểu bang nguyên đơn sẽ bị tổn hại nếu cư dân trong bang bị mất tình trạng hợp lệ. Đơn kiện muốn tòa can thiệp ngăn chặn quyết định của tổng thống Trump và duy trì DACA. Đơn kiện chỉ ra những phát biểu của ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 và tố cáo rằng quyết định của ông Trump phần nào đó xuất phát từ động cơ phân biệt đối xử chống lại di dân Mexico vốn là những đối tượng chủ yếu hưởng lợi từ DACA. Tổng trưởng lý New York Eric Schneiderman, đi đầu trong nỗ lực pháp lý này tại quận Eastern, New York. Ông cho biết 42.000 cư dân New York nằm trong chương trình DACA và sự cáo chung của chương trình này sẽ là một mất mát khủng khiếp đối với họ cũng như gây ra thiệt hại kinh tế to lớn đối với bang New York. Quyết định của Tổng thống Trump hôm 5 tháng 9 chấm dứt một chương trình kéo dài 5 năm nay xuất phát từ thời chính quyền Barack Obama và cũng đồng thời khiến tương lai của gần 800.000 di dân trẻ tuổi đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ trở nên bất định. Hành động của chính quyền Trump khơi mào chỉ trích từ các lãnh đạo doanh nghiệp và tôn giáo, thị trường, thống đốc, giới cổ suý cho quyền tự do dân sự, các công đoàn và những nhà lập pháp phe dân chủ.